Chào mừng em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vi Thức Watch. Hôm nay là phiên chủ nhật, như thông báo bên em sẽ lên một lô đồng hồ nữ gồm 36 sản phẩm, trong đó thì có cả đồng hồ cơ và đồng hồ pin của Nhật và Thụy Sĩ. Video của em phát sóng vào sáng thứ ba và sáng thứ sáu mỗi tuần. Nếu mà có thay đổi thì em sẽ thông báo trước cho anh em. Ví dụ như cái lô nữ này em cũng đã thông báo rồi. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất anh em nghe. Và rất cảm ơn anh em thời gian qua ủng hộ kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Em xin lên cô số 1. Con này là Seiko, mặt màu xanh ngọc anh em, chạy máy automatic. Đó, dưới chữ Seiko, logo Seiko có chữ automatic anh em nghe. 21 chân kính. Đây, 21 chân kính, có hai ô lịch nè, anh em rút ra một nắp thì chỉnh được cái lịch này, lịch ngày nhảy và ngược lại thì lịch thứ nhảy, cả tiếng Nhật và cả tiếng Anh. Rút nắp nữa thì anh em chỉnh được cái giờ. Đó, đơn giản như vậy thôi anh em. Tất cả nguyên riêng, núm cũng riêng luôn anh em. Dây khóa riêng, có chữ Seiko gấp đây. Em sẽ mở máy một số câu thêm em nghe, tại vì cái lô nữ nhiều. Đây, con này chạy máy này. Đó, bộ máy của nó rất mới nè. Đây, bộ máy rất mới, đóng chữ ra bằng góc này. Trên cái búa thì đóng chữ Seiko. 21 chân kính. Máy đang chạy chuẩn anh em. Những dòng máy này là cũng không có thua kém máy nam anh em nghe, gần như là như nhau. Cái con này cái mặt xanh ngọc rất đẹp. Size của nó là 24,5, không tính núm. Em nào có dây, dây nữ thì tầm khoảng 16 đổ lại là đẹp anh em nghe. Con này là dây tầm khoảng 16 năm đổ lại, tay 16 năm thì hơi chặt một chút xíu. Con này 450. Thì cái lô nữ này nó sẽ rất nhiều con đồng hồ mà trùng giá anh em. Anh em nào mua bên em á, khi mà đặt cọc á, hoặc là chịu khoản hết á, thì anh em ghi giùm em cái chữ mã số nha. Chỉ cần ghi là MX2, là nghĩa là mã số 2, là em bên em sẽ nhận được và sẽ thông báo cho anh em là đã nhận được tiền thành công. Con này là con Seiko Automatic. Con này là mặt số màu xanh, xanh lá cây anh em, trải tia đẹp, nước thép nguyên riêng. Những con mà em chưa có thời gian mà đánh bóng á, thì trước khi gửi cho anh em thì em sẽ đánh bóng lại hết, rà soát và đánh bóng lại hết để nó ở tình trạng mới nhất cho anh em nghe. Con số 2, con này 450, dây khóa nguyên riêng. Con này là chạy máy automatic 28.800 dao động. Em sẽ mở máy con này cho anh em xem. Đó, dòng máy này, dòng máy Seiko của Nhật. Những dòng máy này là chạy không thua kém máy nam anh em. Dòng máy 2205A 17 chân kính. Anh em có thể đai góc này này, 2205A 17 chân kính. Anh em có thể tra trên Google được, trang web Google có dòng máy này. Anh em chỉ cần ghi là Seiko 2205A thì nó sẽ ra cái máy này.
xe ngang của nó là 25, hơn con số 1 một chút xíu thôi. Dây tay cũng tầm 16 đổ lại. Con này cũng 450, số 2. Tất cả đồng hồ automatic đều một giá em nghe, 450 một con. Con số 3, một con Seiko automatic 17 chân kính. Con này máy móc giống con số 2 anh em. Mặt màu xanh, dây khóa nguyên ring. Con này dây em nghĩ tầm khoảng 16 đổ lại, 15 năm nên đổ lại anh em, dây hơi ngắn chút xíu. Mặt kính bắt cạnh, con này dòng này kính đá anh em nghe, kính đá có bắt cạnh. Đó, những dòng này cũng có cái dấu vết xước nhẹ anh em, xước lông mè thôi, đánh bóng là trôi được. Thì trước khi giao cho anh em sẽ cố gắng đánh bóng lại cho nó bóng loáng lên. Con này chạy dòng máy 2206 anh em. Con số 1 thì chạy con số 2 thì có dòng máy 205, con này 206. Mặt màu xanh lá cây, trải tia rất đẹp. Và lịch nhảy bình thường anh em nghe. Lịch nhảy đều. Những dòng này đều có hộp đựng cốc tay. Con này size 24,5. Số 3, 450. Sẽ có tầm khoảng 5 con mặt màu xanh lá. Con này là con Seiko luôn. Kính bắt kim cương. Cái niềng này là niềng màu vàng đề mi nè, niềng đề mi. Con này là mặt cũng màu xanh nè, nhưng mà nó cải sóng tôn chứ không phải là trải tia. Cải sóng tôn góc này, này. Đây, hỗ trợ cốt tay. Đó, lực nhảy bình thường nên nghe, lực nhảy rất là mượt, đá rất chuẩn. Con này dai dài. Con này size tầm khoảng 16 đổ lại. Ở trong dư còn tầm khoảng 1, 2, 3. Con này thì tầm khoảng 16 năm đến 17 đổ lại nên nghe. Con này dai thì tương đối dài. Dai thoải mái luôn. Mặt số bắt cạnh. Con này size 26, 25,72. Chạy máy automatic có hỗ trợ gót tay. Con này 21, 23 chân kính anh em. Con này chân kính nhiều hơn con kia chút xíu. Nắp đáy đây. Dòng máy 2406. Con này số 4, 450. Số 5, một con đồng hồ automatic của Citizen. Đây, con này là dòng mà là một thương hiệu khác anh em, của Citizen và Seiko. Cũng automatic, mặt màu xanh, kính bắt cạnh. Mặt của nó hình như cũng chia ra hai mặt. Bên góc này một mặt, bên này góc này mặt, có một con đường băng ở giữa. Đúng rồi anh em, nó trải tia khác nhau. Lịch nhanh. Lịch nhảy bình thường anh em nghe. Rút nấc để anh em chỉnh được cái giờ. Đó, rất tiện. Dòng này kim trâu rất êm anh em. Kim trâu mượt. Dây tầm khoảng 16 đổ lại. Con này dây không có logo. Nắp đáy nó đóng là Citizen. Đó, dòng máy 7000. Để mở con này cho em xem con này. Citizen thì em cảm giác là cái máy nó nhìn nó đẹp hơn máy của Seiko á. Đây, Citizen ra băng automatic 21 chân kính. Đó, máy 7000 B700B phải 21G. Đó, ba lăng đá rất mượt anh em.
mặt số chia làm hai trải tia khác nhau. Con này sai, em nghĩ cũng tầm 24 thôi. Con này sai hay là 24, 23,7 nè. Không tính đúng, số 5, 450. Số 6, một con Citizen. Con này là mặt của nó là mặt màu xanh, xanh ngọc, màu lam anh em. Màu kiểu như xanh lam á, nhìn rất hay. Kính đá bắt cạnh 21 chân kính. Con này là dây khóa ring nè, dây ring có đóng chữ Citizen. Số 6, con này 450. Lắp đáy này, con này lắp đáy bị xước chút xíu, em sẽ đánh cho nó mất cái dấu xước này. Cũng chạy dòng máy 7000, tương tự với con này số 5 anh em nha, nhưng có màu khác nhau. Con này size 23,8. Đúng rồi, con này giống hệt con số 5, nhưng mà cái màu mặt số lại khác nhau. Lịch nhảy anh em nghe, lịch nhảy bình thường. Lịch thứ, lịch ngày nhảy, lịch thứ ngày. Đây, ok. Con này dai tầm khoảng 16 đổ lại anh em, dai 16 đổ lại. Con này số 6, 450. Tầm khoảng 8 con, 9 con, em đếm theo 10 con anh em, 10 con, 10 con automatic. Con này có tay và pin. Con này con số 7, cũng Citizen luôn, giống hệt với con số 6, mặt số cũng giống hệt luôn. Con này là cái núm ring anh em, núm của Citizen, đóng chữ CTZ. Dây khóa, con này dây khóa linh kiện, dây lụa. Nắp đáy này, cũng chạy dòng máy 7000. Mặt số rất đẹp anh em. Con này size 23,6. Số 7, con này 450. Số 8, một con Seiko mặt mặt tuyết lên nghe, kiểu như dạng cát á. Con này là chạy 17 chân kính, có hai lịch gốc 3 giờ. Thứ nhảy và lịch ngày cũng nhảy anh em. Mặt trắng, cọc cài nó đen, kim sơn đen. Con này là Senko Yerin. Con này dây có thể tăng được em. Có một lò xo nhúng ở đây. Mà trong đây còn tới 1, 2, 3 nắp nữa. Dây cũng tương đối, tầm khoảng 16 đổ lại. Mặt số tray còn nguyên sớ. Con này size của nó là size 25, không tính nấm. Số 8, 450. Dòng này đưa cái hộ được có tay nên nghe, được có tay. Kim cho mượt. Con số 9, con này cũng Seiko automatic form trứng. Con này là cọc có kẻ đen và kim sơn đen. Lịch ngày và lịch thứ nhảy. Đó. Đang chuẩn bị chuyển giờ anh em nghe. Con này dây này dây linh kiện anh em. Sợi dây kiểu dạng lắc á, đẹp lắm. Nắp đáy đây. Con số 9, con này 450. Xây ngang là 24. Số 10, con xe con nam chặt góc luôn em. Con này rất hay.
đó là phiên bản nữ của dòng Seiko 5 trần gốc huyền thoại đó. Mặt kính còn rất đẹp nè, mặt kính còn nguyên zin, mặt trong là mặt màu xám tro đẹp lắm, cọc số kim còn ok lắm, dây khóa này là còn sớ hết luôn của Seiko luôn. Con này dây còn dài, đầu trong còn hai nấc nữa. Em lắc nó chạy liền. Seiko 5 số số 18, lịch nhảy lịch thứ cũng nhảy, lịch ngày cũng nhảy. Em đâu có xe ngay không này, xe ngay của nó là 25 anh em nghe, còn xe dọc là tới 29,8 30, xe dọc là gần 30. Con này số 10 450. Anh em nào mà có một con trật gốc mà nam rồi thì sưu tầm một con nữ cho đủ cặp nè, đủ bộ sưu tập luôn. Con số 11, con này là có tay nè, phông trứng Citizen, con này 21 chân kính, dây khóa linh kiện, dây còn dài, mặt số khá là hay. Con này size 24,6, mặt số của nó là trong có một cái đường viền màu sáng tốt lắm anh em, kim thì tất cả kim đen hết. Số 11 400, dây lụa. Số 12, con này là dây dặn lắc anh em, cũng Seiko 21 chân kính, dòng chạy 3 kim, cọc có gai đen kim sơn đen. Đó, kính này kính mica anh em nghe, kính mica, dây này dây dặn lắc, nắp đáy trong là đóng Seiko da băng B. Da băng có rất nhiều đời anh em, có nhiều da băng A, da băng K. Con này da băng D, da băng B 17 anh em, size 17. Đó, con này tay chị nào mà nhỏ thì đeo con này đẹp lắm anh em. Con này số 12 400. Số 13, một con Edok mặt màu xanh. Con này giả máy thụy sĩ anh em nghe, mặt trai nguyên sớ này, chạy ba kim, kim dây là kim trắng, cái núm là núm ring luôn đó. Anh nào mà có con Edok nam mà núm không ring là thay được nè, núm là núm to, dây chuông linh kiện. Con này có lịch nè, có tay và có lịch, lịch nhảy anh em nghe, lịch rất nhỏ nhưng mà nhảy bình thường. Con này chạy máy thụy sĩ, con này size 23 nha, size dọc là size 22,5. Để mở máy anh em xem con này. Đó, dòng máy Edok của thụy sĩ 17 chân kính, rất nhỏ nè, góc này nó chữ xích đây và đang chạy chuẩn. Con này số 13 400. Số 14, con này là con Seiko chạy 3 kim một lịch, lịch đỏ anh em nghe, 17 chân kính. Con này cũng là dòng len cốt tay đó, len vài đường cốt là nhảy liền. Con lịch 24 giờ anh em, điểm kiểm tra à, con lịch 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 giặt anh em nghe, lịch giặt anh em rút được một nắp thì chỉnh được cái giờ này, và nhắn rút lúc nữa thì nó sẽ nhảy lịch đó, rất êm. Con này dây khóa ring có chữ Seiko, size của nó là size 27.
còn lên số 14 400. Số 15 15 là con lừa ghiên, con này chạy máy thụy sĩ đây mẹ, nhưng mà cái dòng máy một chân kính đó. Con này máy chân kính người ta gọi là dòng máy xì cúc đó nè, con này 400, size ngang của nó là size 26,5, dây khóa của nó là dây khóa ring nha em, dây khóa logo này, nắp đáy cũng trùng logo em nghe, trùng logo kiểu như sấm chớp á. Con này là Swiss Smart, thành ra nắp đáy sẽ ghi là Hồng Kông anh em nghe. Chạy máy thụy sĩ nhưng mà nó sản xuất ở Hồng Kông. Thì đồ cổ á, những đồ cơ cổ á, thì ở Hồng Kông là nhiều lắm anh em. Thời điểm đó thì Hồng Kông gần như là sản xuất đồng hồ cho tất cả châu Á. Em có tìm hiểu là như vậy. Size 26,5. Số 15 400. Số 16, con này là con Seiko. Đó, một trong những cái con đẹp nhất trong cái lô đồng hồ này. Mặt số màu đỏ này, đỏ huyết anh em nha, ở trong nó nhạt và ngoài đậm lằn. Lên video là cái kiểu như do ánh sáng mình không có thấy rõ được nhiều lắm mặt số này. Nhưng mà khi ra ngoài trời thì em sẽ thấy rõ cái mặt số này. Màu đỏ huyết rất đẹp, kính bắt cạnh còn mới luôn, chưa có dấu vết trầy xước. Con này là để em coi thử nó đóng như thế nào. Con này là bọc vàng, bọc vàng trắng mặt trên này và nắp đáy inox, kể cả dây dây bọc vàng trắng hết lên em, vàng trắng giữa cái màu một sớ lụa đây và cái màu màu đây là màu bóng này, vấn đề mi như vậy, và nó là nắp đáy inox rất đẹp nè. Con này dạng lắc lên tay rất là hay. Những con đồng hồ mà kiểu như vậy á, đồng hồ nữ thường là thực tế á, là gần như là đồ trang sức anh em nghe, thậm chí là mình cũng không cần phải xem giờ nữa. Size 21, những con đồng hồ như vậy là không gần như không cần xem giờ. Đây là không khác gì đây, một cái lắc màu trắng rất đẹp, bọc bằng trắng, lắc kê bằng trắng anh em. Con này số 16 400. Số 17, một con Longbus. Con này cũng chạy máy thụy sĩ một chân kính, cọc số có đính tròn anh em. Con này là dây khóa linh kiện. Đó, con này cũng là hàng Hồng Kông anh em nghe. Hồng Kông một chân kính, chạy máy thụy sĩ một chân kính. Size của nó là size 25, không tính nấm. Số 17 400. Số 18, một con đồng hồ, con này là Citizen. Đây, Citizen mặt rất nhỏ, 23 chân kính, lên gót tay. Con này cũng là bọc vàng trắng ở trên, đúng rồi. White Gold Fanatic nè, chữ viết tắt của White Gold Fanatic nghĩa là tất cả mặt trên là bọc vàng trắng hết. Mặt dưới lại nóc, kẻ mặt không bọc vàng trắng luôn em. Con này số 18 400, lên dây, mặt màu xanh lá cây. Đó, cái khóa của đóng chữ Citizen của Japan. Những con đồng hồ này em nghĩ cũng là đời cổ anh em nghe, không lâu lắm nhưng mà vẫn là đời cổ. Tại vì hiện tại bây giờ là em không thấy những kiểu như vậy, cái modem như vậy mà đời mới nữa. Đời mới bây giờ không còn nữa nè. Con này xây ngang là 15, xây dọc của nó là 22. Con số 18 400. Số 19, một con đồng hồ Rado chính hãng anh em nghe, chạy hai kim núm riêng,
có logo của Ronaldo đứng một vàng. Đó, nắp đáy sau đây. Cầu đẹp đóng là Gold Plastic Lucky 10 micron. Bọc vàng cũng tương đối dày đó anh em. Bọc vàng cả dây luôn. Dây có logo của Rado anh em. Đó, Rado mở neo. Con này nút vàng còn đẹp. Anh em về để em vệ sinh cho nó sạch sẽ thì về là đẹp ngay. Dây con này ngắn anh em. Tầm khoảng, em nghĩ tầm khoảng 15 rưỡi đổi lại thôi. 15 năm đổi lại. Sai ngang của nó là 15. Sai dọc là 18. Con này số 19500. Chạy máy thụy sĩ anh em nghe, máy của Rado. Số 20, một con đồng hồ Seiko. Con này nó ghi là modem. Đây góc này, modem Master of Time. Hộp rất đẹp anh em. Đây, con này là dây Seiko Spirit. Độ mới rất cao, gần như không có dấu hiệu trầy xước con này. Thậm chí là có bản kỷ niệm luôn em. Nắp đáy sau nó đóng là đây, đóng chữ rất đầy đủ anh em. Núm ring, tất cả nguyên ring. Con này về với sự dây khóa ring luôn. Seiko, cái khóa cũng ring. Nhưng mà con này để trong hộp lâu anh em kìa, thành ra là cái dây nó bị gãy rồi. Em sẽ thay cái dây mới và cũng gửi kèm dây này cho anh em nghe. Con này size 32, không tính núm. Con này nếu anh em nào tay mà nam nhỏ đây vẫn đẹp. Mặt số nguyên ring, mới cứng à. Độ mới trên 95%. Không có dấu hiệu trầy xước gì. Rồi còn nguyên hộp. Con này số 20, 500. Số 21, một con đồng hồ. Đây, một con hồ Apex of Switzerland. Con này là Swiss anh em nghe, thụy sĩ. Apex này, máy pin Swiss Made. Nhưng mà con này mới kiểm tra là chạy máy Nhật anh em. Thương hiệu thụy sĩ mà chạy máy Nhật kiểu như liên danh đó. Cũng có một trường hợp là một số thương hiệu thụy sĩ là chạy máy của Nhật anh em nghe. Đây nhưng con này đặc biệt của nó có tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái niền để anh em thay đổi. Có nghĩa là anh em có thể vặn cái niền này ra. Đây, vặn ra như vậy. Và thay đổi cái niền. Con này là dạng dạng cùm anh em. Góc này đóng vào. Đó. Dạng cùm. Tay em cũng vừa anh em. Tay em vừa luôn. Rất hay. Nước vàng còn đẹp. Góc này có dính chút xíu. Trải chút xíu anh em. Ngoài ra nước vàng còn rất đẹp. Rất đẹp anh em. 12 cái niền để thay đổi. Con này số 21, 600. Số 22. Con đồng hồ của Westwatch. Con này có hộp giống hộp kính anh em. Sổ thải đầy đủ này. Hộp còn sử dụng được anh em nghe, vẫn còn rất tốt, còn đẹp. Con này là của Guess.
đó. Chạy máy Nhật anh em, con này chạy máy Nhật. Nước vàng còn rất đẹp. Dây còn sử dụng bình thường anh em nha, con này dây còn tốt. Size ngang của nó là size 25,6. Con này số 22500. Đó, anh em bỏ một kiểu như vậy. Rồi. Dài túi lạnh là ok. Cầm theo rất là tiện. Có hộp này nên thể bỏ vài con đồng hồ cũng được. Con số 23. Con này là con Annie Glenn. Đó, hộp sổ thải đầy đủ. Con này cũng là dạng niền xoay nè. Niền xoay. Nắp đáy này, cái mặt trên này vậy anh em. Con này cũng là một thương hiệu của Hồng Kông. Hàng thời trang là thường hàng của Hồng Kông anh em nghe. Đó, cái niền này nên thay được. Có màu rất đẹp, niền của nó là niền mạ vàng đẹp, kiểu đềm mi. Con này là dạng cùm, có lò xo anh em. Ở trong thì có ba cái màu nữa. Một màu đen, một màu xanh xanh rêu, còn đẹp lắm anh em. Và một màu đỏ. Màu đỏ thì có hai trầy xước chút xíu. Đó, màu đỏ có nghĩa là chắc em nghĩ là màu đỏ người ta dùng nhiều thì nó có bị trầy. Xây cái mặt 25. Con này nhìn khá hay. Hộp nguyên riêng. Con này số 23 400. Số 24. Một con đồng hồ dạng con quýt anh em. Con dạng quýt. Dài được 7 rất là đẹp. Mặt số có hình cái bông như bông sen anh em. Chỉ bông sen. Góc 12 giờ có một xoàn. Con này cái đúng thì nằm góc 1,5 anh em nghe, 1,5. Nắp đáy sau thì cũng có hình triệu hoa văn. Con này số 24 300. Con này là size 28,9. Chạy 2 kim. Số 24. Số 25, một con Anikland, hàng thời trang anh em. Mình con này nó đóng chữ Diamond. Có nghĩa là cái học xoàn góc 12 giờ là học xoàn riêng anh em nghe. Nó nhỏ lắm nè, có một cái đế. Chứ không phải hộp anh em nhìn thấy đâu, có một cái đế vào trong nó nhỏ lắm. Mặt của nó là mặt khảm sờ cừ. Con này đặc biệt là cái nước mạ vàng rất đẹp anh em. Đó, nước mạ vàng đẹp lắm. Em chưa vệ sinh nhưng mà nhìn vẫn rất đẹp rồi. Dạng cùm, tay tầm khoảng 15,5 đổ lại em nghe. Tay của nữ tay vừa và tay nhỏ, size 21,2, size dọc là tới 26. Con này số 25, 550. Độ mới con này rất cao nè. Đó, độ mới cao lắm. Bọc vàng hồng có đẹp lắm. Số 25, 550. Số 26. Con này là một con đồng hồ Citizen lên dây. Ở cái lô train nhé, cái dãy train thì còn tới khoảng 4 con lên dây nữa. Con này con đầu tiên. Dây khóa nguyên riêng, có đóng chữ Citizen. Con này foam của nó là foam càng dài, size ngang 26.
càng tới tầm khoảng 33 năm nghe, 3372 dây tầm khoảng 16 năm đổ lại, mặt số đẹp. Con này để em kiểm tra cái lịch. À, con này cái lớp riêng anh em, lớp còn nguyên cái kính nguyên cái lớp nè. Đó. Đây con này cũng là lịch giặt anh em. Đó. Anh em có thể nghe tiếng nó kêu tách tách nè. Số 26400. Số 27 một con đồng hồ Oran. Đó, con này là hiện Oran nè. Thì trong này chỉ một con Oran thôi. Cũng là YGB. Con này mặt trên nó là bọc vàng trắng tất cả luôn. Cả dây, cả bên hông này bọc vàng trắng hết. Cái núm cũng có chữ Oran luôn em. Đó, cái núm có chữ Oran nhỏ xíu à. Lên cốt tay. Cọc số La Mã ở góc 12. 369 mặt số lụa. Con này là cái mặt lụa nó cũng giống như mặt cái dây này, nhìn đẹp lắm. Size 21 anh em. Con này số 27 400. Dây tầm khoảng 16 đổ lại. Số 28 một con đồng hồ Seiko 17 21 chân kính. Kính của con này là kính Mica. Lên cốt tay. Con này dây lụa ring anh em nghe, dây lụa ring. Đây, nó đóng chữ là inox, con này toàn thân inox chứ không phải bằng vàng trắng. Số 28 400. Sai ngang 16,5. Con số 29, con này cũng 400, 21 chân kính Seiko, con này máy móc y chang con số 28 nè. Lên có tay là chạy thôi. Đó, con này là PDP. Cái con này kiểu mạ vàng hay là bọc vàng nó khác. Con số số 27 nè, kiểu nó khác nhau. Cái dây đẹp lắm nè, dây đẹp mi. Có số lụa. Kiểu này dạng lắc anh em nghe. Size 19. Lên cốt tay. Dây của nó là tầm khoảng 16 đổ lại. Đó, còn cái dây xích này á, là để cho nó giữ cái dây, giữ cái đồng hồ lại khỏi rớt khỏi tay anh em nghe. Cái xích nó cứ kiểu như vậy. Cái xích nó sẽ gài vào đây nè. Ở đây có một cái mắt này, gài vào là được thôi. Em đang mở ra để trải con đồng hồ lên cho anh em thấy cho nó dễ. Số 29 400. Số 30, con này là 350, con máy pin, chạy máy Nhật anh em. Còn năm đấy cái đúng chữ sơ băng. Con này là mặt trên là đề mi mạ vàng, dây đề mi mạ vàng đẹp lắm anh em, kiểu dạng lắc luôn. Những con này là mặt có đính tròn anh em nghe. Size 16,8. Con này dây cũng ok lắm anh em. Dây 16 năm luôn đổ lại. Tay em vừa. Con này 350. Độ mới còn cao. Con số 31, con này là cũng 350 anh em. Con này có form rất là đẹp. Trên cái càng có đến hai viên kim cương. Đó, đính tròn. Nắp đáy sau đây. Con này chạy máy của Citizen. Dây con này là mạ vàng còn đẹp lắm anh em. Cũng có một sợi dây xích nhỏ. Đó, dây còn tầm khoảng 16 đổ lại.
mặt số đẹp không có dấu vết gì. Dạng lắc, con này size 19,3, số 31, 350. Số 32, một con đồng hồ Rado nè, núm ring nè. Con này là vỏ bọc vàng, có sớ lụa đây, kiểu như sớ dăm 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 gì á, giống như mặt số, mặt số cái mặt mặt vỏ này giống nhau. Chạy hai kim, cốt tay. Con này hàng chính hãng nên nghe, nắp đáy đóng chữ Rado, chạy máy Rado cốt tay, dòng máy nữ. Con này size ngang là 23, size dọc là 30. Dây khóa linh kiện số 32, 450. Mặt của nó vàng, thậm chí đang lên bả trầu anh em. Số 33, một con Seiko Matic. Đó, kính có hơi rạn chút xíu. Cái nấm này thì nấm thay mới rồi anh em. Con này chạy máy automatic anh em nghe. Ở góc dưới chạy Seiko Matic có đóng chữ lady, dành cho nữ anh em. Nắp đáy sau đây cũng có chữ lady góc này. Nắp đáy thì có hai dấu trang dưới anh em nghe, hai dấu bị bong vàng á, nhỏ thôi. Con này dây khóa linh kiện, size ngang vẫn là size 25, chạy máy auto nghe, automatic anh em. Số 33, 450. Số 34, con này là con bridge của Maruman, chạy kim rúng rất đẹp nè, độ mới rất cao, vỏ mặt vàng đẹp, nắp đáy sau cũng đóng logo của Maruman này. Dây khóa linh kiện, kim rúng đẹp lắm anh em. Con này size 25,5 ngang, size dọc là tới 30. Con này lên tay đẹp lắm, nhìn rất sang. Mặt số anh em thấy không, có kim, cái kim dây góc 6 giờ, có cái đồng hồ nhỏ đẹp lắm anh em, vàng óng ánh luôn. Kim cọc số nổi mà vàng. Con này cũng khá là mỏng, con này số 34, 350 anh em nghe. Số 35, một con đồng hồ Sport nè, Sport đóng chữ 200 mét nè, niềng xoay. Niềng xoay mình khá cứng anh em nghe. Con này nút cổ chai, búng lên em, rút nhẹ nên chỉnh được cái ngày nè, ngày nó nhảy. Rút nắp nữa thì chỉnh được giờ. Con này là phun dạng quang luôn, mở nút cổ chai lại, nắp đáy sau đây. Con này tên là Trusady, con này chạy máy nhặt anh em nghe, dây điểm mi niền, cái niền sức của nó đẹp lắm. Size của nó là size 28,2. Số 35, 450 nè. Con cuối cùng là con Movado, vỏ inox, chạy máy nhặt lên nghe.
con này mua đôi giày mới nhập chứ không phải mấy Thụy Sĩ. Mua vừa đô. Xài mặt cái mặt số rất đẹp nè. Không có dấu vết gì luôn. Con này xài 30 đúng luôn. Dây khóa nguyên ring. Khóa cái chữ Movado anh em. Cái dây cũng có chữ Movado luôn. Con này số 36, 550. Chạy máy Miyota của Nhật. Máy Miyota anh em nghe. Nắp vặn vít. Dòng này là chống nước được anh em. Anh em đi mưa rửa tay. Số 36. Kết thúc video rồi anh em. Em xin chúc anh em một ngày chủ nhật thật vui vẻ. Và hẹn anh em ở video sau ngày thứ ba. Chào tạm biệt anh em.